Xin chào mọi người, ở đây có cô chú anh chị nào đang gặp phải tình trạng gầy kinh niên, gầy lâu năm, xanh xao ốm yếu hay mất ngủ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn bao nhiêu cũng không lên cân không ạ? Sinh xong mà bị hao sản hay rụng tóc, da dẻ sạm nám thì em xin chia sẻ bí quyết cho các cô chú anh chị, các bác tăng cân tự nhiên, tăng cân khỏe đẹp, không tích nước nhờ uống các loại cỏ thảo dược từ 10 vị thảo dược giúp cho mình ăn ngon này, ngủ ngon, đào thải các độc tố trong gan, làm mát gan, lợi tiểu, ổn định huyết áp. Mọi người chỉ cần uống cho em sau 1 tháng là mình sẽ tăng được từ 3 đến 5 kg ạ. Và chính bản thân em đã tăng được từ 5 kg nhờ uống cỏ thảo dược này mỗi ngày. Đặc biệt trong thành phần cỏ thảo dược có các vị sâm đất và cây cỏ máu, giúp cho cơ thể mình bổ máu này, lưu thông khí huyết, đẹp da, ngăn rụng tóc. Để tăng cân đều, mọi người phải uống đầy đủ cho em 10 vị kết hợp theo tỷ lệ nhất định. Trên thị trường có rất nhiều loại thảo dược có máu, nhưng mà mọi người phải nhớ, uống vào cơ thể của mình á thì phải chọn đúng nguồn gốc xuất xứ, rõ ràng, làm sạch sẽ, cẩn thận, đủ vị thì mới hiệu quả được ạ. Dạo gần đây các bác quan tâm nhiều về bài thuốc gia truyền của bà em, nên hôm nay em xin được phép tri ân cho các bác cô chú anh chị liệu trình thảo dược bổ máu tăng cân bên em đầy đủ 10 vị do bà em bóc trong từng ấm cỏ nhá. Và khi mình ngưng sẽ không bị sút cân, mình có thể bỏ ngăn mát tủ lạnh để uống. Mọi người đun uống thay nước uống hàng ngày cho em nhé. Trẻ em trên 2 tuổi đã uống được rồi. Kích thích cho các bé ăn ngon này, ngủ ngon, giúp hệ tiêu hóa tốt. Người già, người ốm dùng loại thảo dược này rất là tốt nhé mọi người nhé. Đặc biệt là ai bị dạ dày, gan nhiễm mỡ hay uống rượu bia đều uống được. Trước kia em cũng dùng nhiều loại thuốc tăng cân dạng viên, dạng gói, đắt tiền nhưng không hề tăng nhé mọi người. Mà có tăng ấy thì chỉ tăng một thời gian, như kiểu là tăng béo phù ấy mọi người. Sau thời gian ngưng lại sụt cân à? Sau khi bà em bóc cho cái loại cỏ thảo dược này, em đã uống một thời gian và thấy tăng cân tự nhiên, tăng cân đều, đặc biệt là không có tác dụng phụ. Nên